ở xa xa ngoài kia thì còn có ba bốn nhà nữa đấy các bạn. Người ta cũng làm nhà dưới cái cây bao bắp. Các bạn nên nấu là đây là không có dầu, dùng cái cọ dừa làm dầu. Hái những quả này và sẽ bỏ ra thử, các bạn bỏ quả này ăn được. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tô Lê Phong. Hôm nay là các bạn ở sông suối phải đi rất là xa mới đi chặt cỏ về. Các bạn vào đây từ sáng rất là sớm, tầm 5 rưỡi sáng là các bạn đã phải dậy rồi. Dậy xong rồi là taxi đưa vào đến tận trong này. Hôm nay các bạn phải đi taxi vì đường rất là xa. Từ thành phố vào đây thì khoảng tầm 30-40 cây đấy các bạn, tầm đấy phải 30-40 cây đấy, phải đi sớm như vậy là các bạn đi sớm như vậy để vào chặt sẽ được nhiều cỏ hơn. Tại sao là mình phải nói là chặt cỏ là vì ở đây là các bạn không có liềm hay là cái thứ gì mà để cắt được cỏ cả. Cỏ ở đây rất là cứng và to, vừa to vừa cứng. Còn đây là bạn Leo. Leo thì hôm nay dẫn... Xin chào các bạn, tên tôi là Leo. Leo là bạn ấy dẫn các bạn lên đến đây. Hôm nay là có Masinu nữa. Masinu thì biết ở cái điểm này có cỏ. Sáng thì mình vào muộn một chút, mình vào mình cầm bánh mì, nước và sữa nữa. Ăn lấy tí. Ta chi? Ra tay. Để các bạn ăn. Chắc là các bạn ấy làm thì lấy cỏ thì chắc phải đến chiều tối mới xong. Tại vì là mình chở thì khoảng tầm 2-3 cũng phải đến 4 xe để mình chở về. Đã vào cất công vào đến đây thì là phải chở tầm đấy các bạn, để lấy số lượng nhiều như vậy. Đây là những cái cây cỏ đấy các bạn này. Cái cỏ này ở đây nó bền hơn. Cỏ này là như người dân người ta đã lập nhà đấy các bạn. Là người ta lập nhà thì cũng phải vài năm nó mới hỏng. Cái cỏ ở chỗ khu vực gần nhà mình ấy là những cái cỏ đấy là nó không được bền, là chỉ cần động thời tiết có mưa một cái là nó sẽ mục hết. Nên hôm nay là mình cũng phải cùng với các bạn ở sông suối là phải đi vào đây rất là xa. Ở đây cây cối thì rất là ít và thường là chỉ có cỏ thôi bạn. Vào đây thì nhìn thấy cỏ ở đây chắc là cũng có chủ thôi các bạn. Cỏ ở đây là lên tự nhiên, còn đường vào đây, đây có một con đường đi vào nhưng mà mình không rõ là làm cái gì trong này. Trong này có một cái sân rất là to các bạn ạ. Sân này là chắc là cũng... cái bonito. A chi tinta a fare che? Aeroporto, poi sta l'elicottero. Ok. Đi passa qui. Chỗ này là sân để đỗ máy bay đấy các bạn. Máy bay chắc là chỉ là máy bay chuồn thôi. Đây là khu vực sân rất là tròn và giữa có một cái hình là cái dấu đấy các bạn. Mình sẽ quay về đằng sau để các bạn biết được là đây là khung cảnh toàn bộ xung quanh. Xung quanh đều là rừng núi đấy các bạn. Còn các bạn ấy đang tách bánh mì ra. Ở ngay trên kia có tổ chim. Asi passado. Asi tira. Vê tênh đen từ tênh ô vù ấy lâu. Ô vù. Sim. Chị chẳng cả ba tôn tới là Gelson. Cây cỏ ở đây nhìn cũng rất là khác, không giống như cây cỏ dưới kia đâu các bạn. Nhìn nó khác hẳn luôn. Cỏ này mình thấy là người dân làm nhà là cũng hay xuống đây lấy, đi xa. Nó khác hẳn những cái cỏ dưới kia, cỏ này nhìn rất là cứng. Cỏ này lạc thì rất là tuyệt vời rồi, còn không thể chê vào đâu nữa. Được cái là đi xa một chút thôi, nhưng mà xa thì các bạn ấy đi lấy về mà mình
mình làm lập cái nhà thì nó bền hơn. Đấy, cỏ nhà chỉ được một năm hoặc là 2-3 tháng là nó đã mục rồi, thì như vậy thì sẽ không được. Tudo peço para Lotman, come pão, come pão já e depois foi trabalho. Viram a guarda, acabou? Não, ainda. Ficou bocado só. Ok. Só depois aqui. Ở đây các bạn ấy phạt cỏ thì không ai cấm cả. Muito capinho. Hôm nay là có 7 người với các bạn. Đấy, các bạn đi ra đây để chặt cỏ. Còn ở nhà thì có 3 bạn và 2 bạn ốm. Mình sẽ đi dịch như thế nào đó. Nếu mà đi xuống dưới này thì chắc là ở dưới này cũng có suối, suối nước. Ở đây cỏ nó khác hẳn. Đây, những cái cỏ này là cũng rất là bền này các bạn này. Cỏ này khi mà mình nạp nó không bị rột. Chỗ này là người dân người ta chắc là người ta đốt để làm cái gì, chắc là làm lương rẫy đây rồi đấy các bạn. Người ta mới đốt như này. Cỏ rất là đẹp. Toàn bộ những cái cỏ ngắn như này là rất là đẹp đấy các bạn. Cỏ này thì là rất là bền rồi. Mình thấy người dân người ta cũng hay lập cái loại này. Như chỗ này nó khô rồi đấy các bạn. Chỗ này là nó khô rồi. Và đây cũng có cành gai đấy các bạn. Cành gai này mình không may là mình bám vào, nó cắm vào tay. Cái cỏ này nhìn các bạn xem như này có được không. Mình thấy này là rất là đẹp. Cỏ này tuyệt vời rồi. Chỗ đoạn này là các bạn nhìn là không biết là ai đốt đây này, thì là toàn bộ cỏ là nó chết qua, nó chết rồi và bây giờ nhìn nó khô và nó có một cái màu vàng óng rất là đẹp, chứng tỏ là cái cây cỏ này người dân là người ta nói là cũng rất là đúng, lập mấy nhà thì cũng rất là bền. Mình cũng đã nhìn thấy được 2 lần rồi, là mình không biết là người dân người ta lấy cái cỏ này ở đâu. Xung quanh đây các bạn nhìn ngay trước mặt mình đây là rất là ít cây cối, mà khoảng cách từ thành phố tới đây cũng xa là khoảng tầm 40-50 cây thôi, là nhìn nó đã khác rồi. Xung quanh ở đây là toàn đồi núi, còn chỗ này là chắc là ở bên quân đội này người ta xây dựng một cái sân ở đây, là người ta đỗ máy bay. Máy bay ở đây là chắc là máy bay thường chuồn rồi. Assi capinho assim por é cotaço de cabeça. Các bạn ấy vừa ăn xong lại tiếp tục lại phải chặt cỏ, vì là làm sao cho số lượng càng nhiều càng tốt. Còn một số bạn thì vừa mình bảo là sẽ đi chặt cái cỏ ngắn kia thì nó nhỏ, cái thân nó nhỏ thì là sử dụng lợp máy nhà tốt hơn. Những cái cành to rồi lợp nó vướng mà không cẩn thận là nó sẽ bị rột. Sáng nay các bạn ấy mang ngô ở nhà đi. Hôm nay chỗ này là Antonio à. Xin chào các bạn, tên tôi là Antonio. Còn ở dưới này là bạn Manuel. Xin chào các bạn, tên tôi là Manuel. Còn kia là em của bạn Maria. Xin chào các bạn. Chỗ này các bạn nhìn này, cỏ thấp rất là đẹp. Sau này mà mình
lợp mái nhà mà nó có cái cỏ mà có cái màu vàng óng này nhìn rất là đẹp. Sau này mình không phải phủ cái gì lên nữa. Bông, bông bonito. Bông pequeno, grande. Chị chắc các bạn, Tito là Marcelino. Ok, trabalho. Tá bonito. Gostei de capinho esse. Ok, ok, muito bom, muito bonito. Mỗi tuần là phải đi lấy rất là xa thôi. Nhưng mà dù sao là xa, các bạn tập trung vào để chặt cho nó nhanh. Số lượng càng nhiều tốt thì mình sẽ thuê taxi, xe ba gác sẽ trở về xóm suối để các bạn ấy nạp xong cái nhà kia. Mình sẽ cố gắng lần này là đi là mình sẽ trở về để đấy, để sau này sẽ còn một gian bếp nữa, cũng khả năng là mình sẽ lập bằng cái cỏ này. Thì sau này mà 1-2 tháng nữa mà quay lại đây là toàn bộ những cái cỏ này là về mùa này là mùa hanh rồi đấy các bạn, là nó sẽ bị gục, nó sẽ bị cháy hết. Không biết đến lúc đấy là vào còn không, tại vì sợ nhất là người dân người ta đốt đi để người ta làm nương làm rẫy thì là sẽ hết cỏ, hoặc là người ta dọn, người ta không làm gì cả, không trồng trọt gì đây nhưng mà người ta cũng vẫn đốt để cho nó sạch thì là sẽ hết cỏ. Còn dưới này là bạn gieo sầu. Tôn tới là chính chắc các bà gieo sầu. Ok, con tin mai ta ba nhu. Đẹp, tôi tên đi phở. Các bạn ấy sử dụng dao thôi. Ở đây là không có liềm hay là cái vật dụng gì để cắt cả. Cái này là dao là toàn katana đây các bạn. Dùng chặt như vậy nó mới hiệu quả. Cỏ này là các bạn ấy phải chặt như vậy là cái thân cỏ thì các bạn nhìn cũng đã biết nó rất là to, cứng. Không có cái liềm nào có thể là cắt được. Cắt được vài hôm thì nó sẽ bị gãy liềm ngay. Có vẻ là con dao của các bạn ấy đang cùn Afia lâu banh để cắt tan rồi. Cũng có một số nơi là mình cũng đã nhìn thấy 1-2 lần là các bạn ấy, người dân bản địa là người ta cũng sử dụng cái cỏ này để người ta làm hàng rào đấy các bạn, làm hàng rào. Còn loại cỏ này thì mình cũng không biết tên là loại cỏ gì cả, cũng như kiểu là loại cỏ chanh thì phải các bạn. Rất là nhiều hàng quán thì người ta cũng hay sử dụng cái cỏ này để làm quán, làm quán người ta bán hàng hoặc là quán ăn. Người Bồ là người ta hay sử dụng. Ở đây mùi hương cỏ rất là thơm đấy các bạn. Mình đứng ở đây ngửi thấy mùi hương cỏ rất là thơm. Các bạn, mình đang ở trong rừng đấy. Thì các bạn ấy đang chặt cỏ. Thì bạn Masinu, bạn ấy bảo là cái cây này là có thể đun nước uống được và cho vào trong cái bột để làm bánh ăn được. Mà uống cái trà này thì chắc là cũng rất là ngon. Mình cũng chưa hình dung ra là nó mùi vị như thế nào. Mùi nó rất là thơm như kiểu mùi lá vối đấy các bạn. Nhưng mà cây này không phải là cây lá vối, nó là cây gì thì mình cũng không rõ. Ở đây các bạn ấy cũng đang quên tên, không biết là gọi cây gì. Nhưng mà cái lá này là dùng nước uống, là mình đun nước lên mình cho cái lá này vào, vừa đun tươi và vừa đun khô được. Ở trong rừng có rất là nhiều cái thú vị đấy các bạn. Lên đây xuống nó tên patata. Nào nó tên nó đa patata. Nó đa patata. Là patata sô đề phôi nhỉ? Sô đề phôi là gì? Cũng như bạn vừa nói là cái cây này không có củ mà chỉ có lá thôi. Cây không to được và cây nó chỉ bé bé nhẹ thôi. Các bạn ấy hái cái lá này, các bạn ấy làm trà uống. Rồi mình sẽ cầm cái lá này về và thử đun xem là uống có ngon không. Esse tratamento é como? Esse tratamento feito doer muito, tosse muito.
Tomar chá também dele é muito bom. Ok. Sim. Bạn đang nói chuyện là người mà mệt mỏi đấy, hoặc là mỏi ấy, hoặc là ho thì là các bạn sẽ uống cái loại lá này để sẽ giảm được đau lưng rồi là giảm được ho, thì mình sẽ cầm này về thử xem nó đun xem nó có tác dụng gì nữa, xem có uống có tốt cho sức khỏe không. Mình sẽ cầm cái chỗ này về. Pega mau bánh, Pega phô xa. Các bạn ấy mà cầm lỏng tay là chặt là rất là hay bị nó cứa đứt tay. Cái cỏ này là các bạn phải cầm chặt tay. Pega força mau cota e no pega ma po de cota e ni caiu depois cuộc đa momento. Nhìn xung quanh rất là rộng. Ở đây cũng không có thấy có người ở đâu các bạn. Người dân ở đây ở rất là thưa. Đất thì rộng, người dân thì ít. Ở chỗ này có khả năng là có rất là nhiều đá. Có rất là nhiều đá nên là cỏ mới có loại cỏ này mọc. Bây giờ là vào tầm khoảng 12 giờ trưa rồi các bạn. Các bạn xong suối sáng nay đi cầm 2 can nước đi. 2 can nước thì can 2 can mỗi can là 5 lít. Nhưng mà bây giờ các bạn uống hết rồi. Bây giờ mình với bạn Ma Sê Lù sẽ đi tìm chỗ để lấy nước cho các bạn này, các bạn uống. Ở đây chắc là cũng gần nguồn nước suối thôi. Cũng ở dưới kia thì có một bản người ta đang ở dưới đấy thì mình sẽ xuống đấy đi cùng bạn Ma Sê Lù. Ngày hôm nay không biết là vừa ấy các bạn đi kiếm ở đâu được cái ba bắp, mà quả ba bắp đây các bạn. Ai muốn ba bắp thì mình sẽ gửi hạt vào cho các bạn nhá. Các bạn để lại comment ở dưới, để lại số điện thoại. Sau này mà mình về Việt Nam mình sẽ cầm về. Bông, es comer bông. Sí, cam va va, es mu quả. Mu quả. Ở nơi phải. Ở đây gọi là quả mu quả đấy các bạn. Ê, cho đi phải. Tầm này thời tiết cô lắng nên là nhìn cỏ nó khô nó héo hết rồi. Đi xuống dưới kia thì nếu có nhà nào mà có nhà làm cỏ thì mình sẽ review một chút để khán giả biết thì ở đây người ta sẽ làm cỏ như thế nào. Trước mặt mình kia là toàn bộ như là khung cảnh của cây bao bắp. Ở chỗ thung lũng này thì có rất là nhiều cây bao bắp. Các bạn là sông suối thì vừa mới lấy nước xong. Ở đây là người dân người ta cũng khai hoang trồng sắn cũng lên luống đây các bạn. Chỗ này là tại vì ở đây là nó gần cái rãnh nước. Ali tá bom. Eu tô querendo dar no pé o tempo. Oi. Motoqueiro. Ainda. Aqui tem pera bom leva. Trước mặt mình kia là cây bao bắp đấy các bạn. Cái bao bắp này chắc là cũng rất là lâu rồi. Cũng phải đến hàng trăm năm rồi. Còn ở bên này cũng có cây rất là to.
ở trên cây thì vẫn đang có rất là nhiều quả, người dân vẫn chưa thu hoạch. Bây giờ là về mùa khô. Về mùa khô là những quả bóp này không thể hỏng được, các bạn để lâu cũng không thể hỏng được. Bóp thì ở đây rất là rẻ, một bao thì có khi chỉ có mấy nghìn thôi. Ở đây các bạn ấy mang lên thành phố lớn bán thì cũng có mới có giá trị, chứ còn ở đây thì ở đâu cũng vậy, cũng rất là nhiều cái bao bắp. Vườn của hai Quy thì có duy nhất có một cây. Cây đấy cũng nhỏ, không to, không to như cây ở đây. Anh kể là thank you cô tụ bùe. Wow, nhiều thế. Mình cứ tưởng có mấy quả thôi. Rất là nhiều. Tao bông, giá tao bông, tí ra. Các bạn nhìn ở trong rất là nhiều luôn. Wow, toàn dưa, quả dưa đấy các bạn, dưa gai. Các bạn ấy tinh thật ấy, đi qua đây nhìn thấy. Wow, nhiều thế. Bùe, xô. Nên va comment anh Sim à. Một bạn thì đang về nhà để lấy thức ăn, để theo xe taxi lên trên này, theo xe ba gác lên và cầm thức ăn xuống. Bên này cũng rất là nhiều. Sẽ đi vào đây tiếp. Chí chí. Toàn cái quả là quả đây các bạn. Cái này góc này cũng có mấy quả liền. Các bạn cầm hết chỗ này lên kia, các bạn tha hồ ăn, mình sẽ lên kia tí nữa chấm muối. Mà hôm nay mình không cầm muối theo, không cần muối, hôm nay ăn là không cần muối. Levala de po tu không come. Ăn dưa này ngon lắm ấy các bạn. Mà mới đầu tiên mình ăn, mình chưa ăn quen thì ăn lần đầu tiên nó rất là chua, nhưng mà sau khi ăn rồi cảm thấy nó rất là bùi và có vị rất là thơm. Ok, vamos. Vai que a lá em cima uma tipo fruta bem grosso. Thì ra mai. Bây giờ mình sẽ quãng đường từ đây lên kia sẽ có một quả nữa. Cũng rất là đặc biệt đấy các bạn. Ở châu Phi mình ở châu Phi chắc mới có thôi. Còn không biết là ở quê có không. Quả rất là cứng đấy các bạn, nhưng mà các bạn bỏ ăn được. Ai fruta ai espera. Uma boca. Como é vai tirar mais? Deixa jogar bolo. Aí. Aí, aí. Não tá maduro. Tira. Tira uma. Cortar de dois ve como. Bây giờ các bạn sẽ hái những quả này các bạn. Hái những quả này. Và sẽ bổ ra thử, các bạn bổ quả này ăn được. Cô ta tên tùa. Cây không cao đâu các bạn, nhưng mà có rất là nhiều quả này. Nếu mà có cơ hội mình sẽ có dịp là đến đây vào thời điểm mà nó quả nó chín. Rất là nhiều hạt, nhưng mà chắc là hạt giống như hạt bồng đi sao các bạn. Mình sẽ ngửi thử ra. Thơm lắm. Ina verde Tony Phạm, aperta muito. Nay tí mềm. Sabor, bom. Sabor é muito boa. Amargo, né? Amargo, de fora só, dentro no amargo. Amargo. Quả này như kiểu quả ốc chó đấy các bạn, phải có phải là quả ốc chó không? Ma bô kì. Ba bô kì. Ma
Maboki. Joga bonu. Amalago. Espera, luta. Depois. Próximo mês. Sim, Vicky. Fica todo amarelado. Ok. Amarelo fica castanho. Mas é, fora, dentro fica castanho. Sim, adentro. Ở rừng có rất là nhiều quả có thể ăn được đấy các bạn. Có rất là nhiều quả có thể ăn được. Như cây này cũng vậy, giống lá thì giống lá táo thì phải, nhưng mà không phải. Mình không rõ đó là cái cây gì. Ở đây rất là nhiều loại cây mà mình không có thể biết được. Còn là các bạn nào mà biết được là cái cây đấy gọi là cây gì thì các bạn để dưới lại comment. Mình nghĩ là cái cây đấy là quả ốc chó đấy các bạn. Tầm này là đang là 1 giờ chiều rồi. Hôm nay mình đi là mình có cầm theo một ít bánh mì nữa. Mua 50 cái, các bạn ăn hết rồi. Rồi các bạn xong suối thì đang đi chặt cỏ trên kia. Mình qua một xóm ở dưới này để mình xem là cái cỏ này thì người dân là làm có bền không đây mọi người. Chắc là rất là bền đấy các bạn. Cỏ này làm chắc chắn là sẽ rất là bền. Đây là nhà của số bà đấy các bạn ạ. Nhà trưởng thôn. Còn ở đây là cái cây của đỗ đen. Đây là làm toàn bộ là bằng cỏ hết đấy các bạn. Cỏ như vừa mình lấy ở trên kia đây. Người dân là người ta để hai lớp cỏ lên là đã được một ngôi nhà rồi. Cỏ rất là dài. Cỏ này dài tầm 1 mét đến 1 mét rưỡi. Cũng có cây là dài đến khoảng tầm 2 mét. Nếu mà ai mà biết làm ấy thì là nó rất là bền. Như vừa mình hỏi người dân là riêng cái ngôi nhà này người dân ta làm là đã rơi vào tầm khoảng 25 thì mới hỏng được. Nếu mà làm tốt là ép được cái toàn bộ là ép được những cái cỏ này nó lẹp được xuống ấy, càng cứng bao nhiêu thì là ngôi nhà càng bền bấy nhiêu. Nếu mà mình để cỏ càng dày thì càng tốt. Như cái phần chỗ này là rất là dày, nếu mà người dân để đây là cũng gần 20 phân rồi, 15 phân là cỏ. Đây là người dân ta dẫy luôn cả gốc đây các bạn để cho nó nhiều cái lá cỏ. Mà cái cỏ này người dân người ta lấy về là cái cặng nó rất là nhỏ. Cặng càng nhỏ bao nhiêu thì là càng tốt. Nó càng tránh được mưa dột. Ở đây người dân toàn bộ khu này người ta làm bằng nhà bằng cỏ hết. Nhà rất là đẹp đấy các bạn. Mà nếu về mùa đông thì cũng rất là ấm. Mùa hè thì mát. Còn mặt bên này là nhà ở đấy các bạn. Đây là những cây cỏ mà người ta thực dựng lên như vậy. Cái phần ngọn thì là quay xuống dưới. Còn phần gốc là quay lên trên. Còn đây là khu cửa đấy các bạn. Đây là cửa của bác số 3. Cửa này là cửa đi vào đấy các bạn. Rất là đơn giản. Cây cỏ này nói chung là rất là cứng và bền. Người dân người ta dùng những cái dây để buộc tránh hiện tượng là bão với cả cây là đặt lên. Hiện tượng là bão là nó thổi là sẽ không bị tốc mái. Mình sau này chắc là cũng phải làm như vậy. Xin bảo ta được mama. É posso tirar video de casa. Casa Capinho S? Sim, sim. Ok. Obrigado. Sim. Essa casa jantar, a casa cozinha. Sim, cozinha. Đây là gian bếp của bác ấy, các bạn. Sim. Trước mặt kia là ngôi nhà ở. Essa casa de vivo. Dormir. Dormir, né? Sim. Essa casa vizinho. Sim, dormir também. Ô, dormir aqui. Sim. Các bạn nhìn phần trước mặt đây là cái cánh cửa nhé. Cánh cửa của người dân người ta làm bằng cỏ đấy các bạn.
cỏ rất là cứng và to. Cây cỏ này cũng tương đối là bền. Ở xa xa ngoài kia thì còn có 3-4 nhà nữa đấy các bạn. Người ta cũng làm nhà dưới cái cây ba bắp. Còn ngôi nhà này là trong đây các bạn. Ở trong là người dân, người ta cũng chắc là đây ngày xưa có người ở, nhưng mà người ta bỏ đi rồi, không còn ở đây nữa, nên là ngôi nhà là chưa được hoàn thiện, chỉ mới lợp lên thôi. Người dân là cũng gác những cây lên đi các bạn, gác những cây lên cho nó cái ô nó ngắn đi để nó đỡ bị rơi cỏ xuống, như mình cũng đã hướng dẫn các bạn ở trên xóm trên kia là làm như vậy. Còn ở đây người dân không có dây là buộc toàn bộ bằng cái dây rừng đấy các bạn. Đây là dây chuối, còn rất là nhiều những cây rừng, dây rừng đây các bạn. Đây là dây rừng, như vậy giờ nó mục hết rồi. Đây là người ta lạp mỏng nên là nước mưa nó dột vào, mình sẽ lạp dày hơn chỗ này. Còn mặt bên này là người dân cũng đã trồng được ít đỗ đen đấy các bạn, đỗ đen là đỗ Angola. Người dân ở kia là cũng đã lấy cỏ để vào, lúc nào sẽ là làm nhà đấy các bạn. Brigada, senhor Sensa, esse casa de soba aqui, casa soba, qual casa? Sim. Aqui. Essa casa? Sim. É de uma minha tia. Minha tia? Ok. Também de dormir? Eu quero entrar casa, pode? Pode. Sim. Qual casa? Aqui, é? Sim. Mình xin phép bác chủ nhà là được phép đi vào trong nhà. Mình giờ sẽ đi vào trong nhà để xem trong nhà là có những cái gì. Posso aprir? Sim. Eu vejo lá em cima, sapa, fazer como? Đây là trong nhà đây các bạn. Người dân cũng chỉ gác được những cái cây nhỏ lên thôi. Banh bông bonito. Sou sozinho dormindo aqui? Não, com meu marido. À, com marido? Ok. Cama de pau. Mình... Cama de cor de capim. Ok. Mình vào trong nhà này các bạn biết được ngôi nhà của các bạn ở như thế nào thôi. Nhưng mình... bạn ấy là có chồng ở nhà, nên mình cũng dám đi vào. Ok, obrigado. Tá bem. Rất là đẹp đấy các bạn. Đây là cánh cửa đây các bạn. Cánh cửa lẹp là toàn bộ bằng cái cây gỗ, nhưng mà cửa thì lại bằng bằng cây cỏ. Cỏ này rất là bền. Cỏ này giống như kiểu cỏ chanh thì phải đấy các bạn. Ai biết cái cỏ này tên là gì thì các bạn để lại dưới comment để mình biết tên của cái cỏ này các bạn nhé. Còn ở mặt bên này là gian bếp đây các bạn. Một gia đình nhỏ và cũng có một gian bếp rất là nhỏ nữa đây. Các bạn ấy nấu là ở đây là không có dầu, dùng cái cọ dừa làm dầu, quả cọ dừa làm dầu đấy các bạn. Người dân cũng đã biết đan này, sử dụng đan như vậy khi đặt cái cây cỏ lên thì nó phẳng, để phẳng nó không bị rơi cỏ xuống. Gian bếp như này chắc là lửa to thì mới cháy được gian bếp, còn bình thường thì nhỏ nhỏ thì cái gian bếp này không thể cháy được. Mùa mưa thì trú mưa rất là tốt. Còn ở phần trên này, phần trên đỉnh này đấy các bạn, là toàn bộ những cỏ người ta đặt nó dày hơn, nó gặp những cây cỏ xuống thì nó dày hơn thì nó sẽ không rột vào trong nhà. Mình sẽ làm như vậy. Và cũng có thể là mình sẽ phủ thêm một chút, một ít cái túi bóng lên nữa là nó sẽ kín thôi. Đấy, ngày hôm nay thì các bạn ở xóm suối cũng đã đi phạt cỏ. Thì là tình là mình cũng đi tham quan luôn một khu vực người dân người ta dùng những cái cỏ này để làm nhà, thì mình để mình biết được cái cỏ này có bền không thì mình cũng hỏi qua người dân rồi. Người ta sử dụng là cỏ này có ít nhất cũng phải 25 đấy các bạn, mà nhìn rất là bền, nhìn rất là bền đấy các bạn. Ở đây rất là nhiều những ngôi nhà cỏ như thế này, tại vì ở vùng này mới có cỏ này thôi. Nếu mà trên chỗ khu vực mà mình mua đất đấy là không có loại cỏ này, mà nó có loại cỏ khác, thân thì cứng, lá thì mềm và rất là nhiều lông. Các bạn ấy phạt cỏ như vậy rất là ngứa. Còn ở đây những cái loại cỏ này thì không bị ngứa đâu các bạn. Rất là đẹp.
tương đối là tuyệt vời rồi. Như này đợt này là mình đi lấy cỏ là đúng, tìm đúng chỗ đấy các bạn. Một khu vực rất là nhiều cỏ, trên đấy là nó là núi đá thì nó mới qua lại cỏ đấy. Nếu mà đất mà tốt thì là sẽ không có loại cỏ đấy đâu các bạn nhé. Còn bây giờ mình sẽ đi về kia. Ricardo á. Si. Tên dia via Kimai. Si. Ok. Fe made. Bella. Bella. Si. Ok, vi de poi á. Ta bene. Si. Bác ấy sẽ ăn cơm và mình xin phép mình bây giờ sẽ đi về trên nhà. Còn các bạn trong suối sẽ chặt thêm 1-2 xe cỏ nữa thì sẽ về. Còn bác số 3 thì đang nói chuyện ngoài kia rồi. Mình vừa xin phép bác số 3 thì bác trưởng thôn là bác cho phép mình là được vào đây để quay một chút. Đây là công các bạn ấy làm nhà như thế nào. Thì bây giờ mọi người, bây giờ thì các bạn cũng đã biết được là ngôi nhà cỏ làm như nào, người dân làm cũng rất là đơn giản thôi. Còn thời lượng video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.